Xin chào anh em mìa gầy. Trước hết thì đây không phải là một cái micro mà đây là một cái kiểu như là decibel kế, và nó sẽ hiển thị những cái nói chung là độ to của âm thanh. Và với cái thiết bị này thì hôm nay mình sẽ muốn làm một cái video, đó là xét xem trong những cái tầm giá là từ 2 triệu rồi thì từ 2 triệu đến 4 triệu này, rồi thì từ 4 triệu cho đến 6 triệu, thì ở trong những cái tầm giá đó đâu sẽ là cái sản phẩm, nói chung là điện thoại ấy, có chất lượng âm thanh là hay nhất. Trước khi vào đến video của mình thì các bạn hãy nhớ là bấm like cũng như là bấm subscribe kênh YouTube của Relab để có thể có như là ủng hộ bọn mình và cũng như là tạo động lực cho bọn mình làm thêm nhiều video hấp dẫn và hay hơn nữa nhá. Vậy thì quay trở lại với nội dung của mình ngày hôm nay, thì trước hết là mình muốn nói rằng là thông thường các bạn cầm điện thoại đúng không, thì các bạn hãy để cách màn hình điện thoại khoảng như thế này, thì mình sẽ lấy khoảng cách gọi là trung bình là khoảng 2 găng tay là vừa và cầm thẳng mặt như thế này. Bởi vì các bạn biết rằng là đối với điện thoại thì chúng ta có rất nhiều vị trí đặt loa khác nhau, có cái thì sẽ đặt vào ở cạnh hông, có cái thì đặt ở cạnh đáy, có cái đặt ở cạnh trên, có cái đặt ở mặt trước, cho nên là nói chung là không thể nào mà cứ cái nào thì mình lại xoay decibel kế theo xung quanh như thế được, và mình sẽ chỉ để theo đúng cái thao tác sử dụng thông thường nhất của chúng ta là rời trước mặt, thế thôi. Vậy thì đến với cái tầm giá đầu tiên là tầm giá khoảng 2 triệu. Trong tầm giá này thì chúng ta có một số sản phẩm như là Nokia 2.1 này, Redmi 5A, Redmi 6A. Cái thông số về decibel thì mình sẽ hiển thị lên màn hình cho các bạn nhìn thấy. Thế nhưng mà chốt lại rằng là nếu mà để chọn một âm thanh tốt thì mình sẽ chọn là con Nokia 2.1. Bởi vì thứ nhất là sản phẩm này mặc dù chỉ có mức giá khoảng 2 triệu nhưng chúng ta sẽ có cặp loa stereo. Cái thứ hai nữa là âm thanh của Nokia 2 nó rõ ràng và nó ít bị đục hơn rất là nhiều so với hai cái sản phẩm, đó là Redmi 5A và cũng như là Redmi 6A. Nói chung là nếu mà các bạn trong 2 triệu thì chọn Nokia 2.1 nếu như các bạn muốn có một chất lượng loa ngoài là tốt. Trong cái tầm giá từ 3 triệu đến 4 triệu thì có khá nhiều sản phẩm. Trước hết là mình nói về phía của Xiaomi đi. Thì chiếc Redmi 6 trong tầm giá này nó cũng là một sản phẩm nó không có một gọi là một tí gì gọi là nổi bật về âm thanh cả. Nhưng bù lại thì ở cùng với nhà Xiaomi thì chúng ta có một sản phẩm khác, đó chính là Redmi Note 5. Đây là một sản phẩm có chất lượng âm thanh rất là tốt. Âm thanh của Redmi Note 5 rõ ràng trong trẻo hơn, ít bị đục hơn, ít bị cái cảm giác gọi là cái âm trường nó bị hẹp hơn, và cảm giác mid nó rất là tiến, âm thanh nghe rất là tốt. Và nếu như là mình chọn ở trong phân khúc khoảng tầm từ 3 đến 4 triệu này thì mình nghĩ rằng là các bạn nên chọn chiếc Redmi Note 5. Và ngoài ra nữa thì ở trong cái phân khúc này thì cũng còn một số sản phẩm khác, ví dụ như các bạn sẽ có Samsung Galaxy J4 cộng này, J6 cộng này, nghe nó hơi bị tù, âm nó rất là kiểu bị bẹt, bass bùng thì các thứ thì gần như là không thấy đâu luôn. Thật sự là mình cảm giác rất là thất vọng về cái chất lượng loa ngoài trên J6 cộng cũng như là trên J4 cộng. Nếu mà so với chiếc Redmi Note 5 thì hai sản phẩm này kém hơn rất nhiều. Trong tầm từ 4 triệu đến 6 triệu thì lúc này là có một sự thay đổi nhiều hơn một chút. Tức là trong tầm giá này thì các nhà sản xuất đã tích hợp một cái chất lượng loa là ngon hơn, âm thanh to hơn, rõ ràng hơn. Đối với Honor thì mình sẽ chọn là chiếc Honor 8X này. Đối với Huawei thì là chiếc i9 2019. Hai cái sản phẩm này thì có cái chất lượng âm thanh nó hơi đục, âm thanh nó hơi bị bẹt, và đặc biệt là bass nghe tương đối là yếu. Thì chúng ta lại quay trở lại với Xiaomi. Trong tầm giá này thì chúng ta sẽ có chiếc Xiaomi Mi A2, rồi thì chúng ta sẽ có Mi A2 Lite. Cả hai điện thoại này đều có âm thanh gần giống nhau. Mi A2 Lite chỉ khác Mi A2 đó là cái âm thanh của nó bé hơn một tí. Về cái âm lượng trung bình của Mi A2 thì rất là to. Mình nghĩ trong phân khúc này không có một con nào có âm lượng trung bình to như Mi A2. Mặc dù chiếc máy này chỉ có một loa thôi chứ không phải loa kép stereo. Cái âm thanh của hai điện thoại này phát ra thì bass nghe gọi là hơi có, cái phần sub bass thì vẫn không thấy đâu luôn, nhưng mà cái phần impact thì gọi là cũng tạm ổn, gần tương tự với lại chiếc i9 2019. Nhưng bù lại cái giải treble nó rộng rãi hơn rất là nhiều, nghe cái âm trường nghe nó thoáng đãng hơn, và thật sự là cái giọng vocal nó nổi hơn, bật hơn rất là nhiều, mid tiến, và chúng ta có một cái chất lượng những cái giải tầm cao hơn, nó tốt hơn. Thế nhưng hai chiếc điện thoại này vẫn không phải là sản phẩm gọi là ngon nhất ở trong tầm giá mà có chất lượng loa ngoài ngon. Mà cái sản phẩm mình muốn nói tới đó chính là chiếc Nokia 6.1 Plus. Nghe cảm giác của Nokia 6.1 Plus thì nó hơi khác Mi A2. Tức là về độ to thì nó bé hơn Mi A2 một tí, nhưng mà nếu mà về độ chi tiết và độ sắc nét thì mình cảm giác như 6.1 Plus gọi là nhỉnh hơn Mi A2. Nghe cái âm vực nó rất là rõ ràng, cái khoảng sound stage của nó cũng rất là rộng, và thật sự là mình rất là ưng luôn với cái chất lượng của chiếc Nokia 6.1 Plus. Chính vì vậy là mình sẽ chọn chiếc Nokia 6.1 Plus là chiếc điện thoại có chất lượng loa ngoài là ngon nhất trong tầm giá là khoảng từ 4 đến 6 triệu. Cái list của mình dừng lại ở đây bởi vì thật sự để test cho từng đấy cái chiếc điện thoại và được chọn ra những cái sản phẩm tốt là quá mất thời gian, vì mình phải nghe rất 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 nhiều bài với cùng một chiếc điện thoại,
cứ từng đấy bài mình lại nghe một loạt trên điện thoại rất mất thời gian, cho nên mình sẽ dừng ở đây. Và nếu các bạn có nhu cầu mà muốn test thêm loa ngoài và các điện thoại phân khúc cao hơn thì các bạn hãy comment bên dưới nhá. Tất cả các sản phẩm này thì ví dụ như là chiếc Nokia 6.1 này hay là những cái chiếc điện thoại như kiểu Mi A2, Mi A2 Lite thì mình đều mượn tại cửa hàng Hoàng Hà Mobile. Các bạn có thể tham khảo đường link mình cho bên dưới phần mô tả. Để ủng hộ mình thì các bạn cũng đừng quên là like, subscribe cũng như là like fanpage bọn mình để có thể cập nhật những cái thông tin mới nhất và cũng như là những chiếc video mới nhất của bọn mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video lần sau. Bye bye. Xin chào anh em mình là Gầy. Decibel kế. Decibel kế.